tuổi thơ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chia sẻ về những năm tháng tuổi thơ của mình trong một buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1, quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông mở đầu câu chuyện với cử tri Tôi sinh năm 1944, tức năm giáp thân. Lâu nay tôi vẫn nói vui, người ta tuổi ngọ, tuổi mùi, thân em thì ngậm ngùi tuổi thân. Năm 1944, lúc bấy giờ, đất nước đang khó khăn chưa giành được độc lập. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công rất vĩ đại. Nhưng cũng năm đó, đói ghê lắm. Đến năm 1946, toàn quốc kháng chiến, gia đình Tổng Bí Thư phải tản cư lên Thái Nguyên. Tôi nghe mẹ kể lại, tôi lúc đó mới 2 tuổi, được đặt ngồi một bên thúng, còn chị tôi ngồi một bên để mẹ gánh đi bộ từ huyện Đông Anh lên Thái Nguyên ở nhờ nhà người quen. Tổng Bí Thư kể, khi 6 tuổi, Tổng Bí Thư trở về quê, bắt đầu đi học tại trường ở làng. Khi học lên cấp 2, do địa phương không có trường học, ông phải đi bộ sang học nhờ ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Nhà không có đồng hồ, cứ gả gáy là bố gọi dậy đi học. Ông đi một mình khi trời chưa sáng hẳn, đi qua các thôn giữa tiếng chó sủa gian, rồi còn phải đi qua bãi Tha Ma. Khi đến bến đỏ, lại ngồi chờ trời sáng hẳn, lái đỏ mới chở qua sông Đuống. Khi đó, tôi mới 11-12 tuổi, mà đi bộ từ nhà sang Gia Lâm học, đi một mình, trời rét, đi chân đất, mặc bộ quần áo nâu, đi qua bãi Tha Ma rất sợ. Tổng Bí thư cho biết, ông học cấp 2, cấp 3 ở trường Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, rồi đi thi học sinh giỏi văn toàn quốc, được tuyển thẳng vào đại học tổng hợp, khoa văn. Thời gian học cũng phải sơ tán lên Thái Nguyên. Sau khi tốt nghiệp, Tổng Bí thư được phân công về tạp chí Cộng sản từ năm 1967. Thời học cấp 3, do đất nước đang trong hoàn cảnh kháng chiến chống Mỹ, Ông đã viết thư tình nguyện đi vào Nam chiến đấu nhưng không được chấp nhận. Cán bộ lúc đó giải thích có người phải đi chiến đấu nhưng có người phải ở lại học để chuẩn bị khi chúng ta giành thắng lợi còn xây dựng đất nước. Liên quan đến trường Nguyễn Gia Thiểu, vào sáng ngày 14 tháng 11 năm 2020, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường Nguyễn Gia Thiểu 1950-2020. Tổng bí thư học 6 năm liên tục từ 1957 tới 1963 tại trường này tại đây tổng bí thư xúc động được gặp lại những thầy cô giáo cũ được hòa mình giữa lớp lớp thế hệ học trò của ngôi trường một thời gắn bó những kỷ niệm sâu sắc không bao giờ quên những ký ức sâu đậm thuộc học trò lại ùa về tổng bí thư đã bồi hồi kể lại những năm tháng ấy nhiều khó khăn nhưng vô cùng ấm áp thân thương dưới mái trường này qua những lời kể sơ lược của tổng bí thư nguyễn phú trọng có thể thấy ông sinh ra vào thời kỳ vô cùng khó khăn của đất nước đặc biệt là nạn đói năm ất dậu 1945 Việt Nam đã mất khoảng 2 triệu đồng bào. Tuổi thơ của Tổng Bí Thư chắc chắn là những tháng ngày đầy khó khăn và thử thách hơn nhiều những gì ông kể. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hai cụ thân sinh đều làm ruộng, sống ngay thẳng, nhân hậu và giữ nếp gia phong. Năm 1946, ông theo gia đình tản cư lên Thái Nguyên. Năm 1950, ông hồi cư về sống trong vùng tể, hàng ngày chứng kiến bao cảnh đói khổ, giặc pháp lùng sục, vây giáp, bắt bớ, tra tấn cán bộ du kích Việt Minh. Làng xóm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Năm 1952, Nguyễn Phú Trọng bắt đầu đi học ông giáo trưởng làng, một ông giáo giả đức độ nhưng nghiêm khắc. Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, quê hương giải phóng, Nguyễn Phú Trọng được đi học trong không khí hòa bình, phấn khởi. Lớp 2 và lớp 3, ông học ở xã nhà lên lớp 4 thì ông phải đi học xa vì hai xã mới có một lớp. Trời rét cắt da cắt thịt, cũng chỉ có vài manh áo mỏng, chân đi đất, phải đốt than bỏ vào ống bơ để sưởi ấm dọc đường. Lớp học là một gian tạo mạc tuỳnh toàn của khu đình cổ. Được cái, ông học rất sáng dạ nên năm nào cũng đứng ở tốp dẫn đầu lớp. Từ năm 1957 đến năm 1963, ông học trường cấp 2 rồi cấp 3 Nguyễn Gia Thiều đóng tại Gia Lâm, Hà Nội. Nhà xa, lại cách chở con sông đuống, ông và các bạn phải đi học từ 3 tới 4 giờ sáng. Mùa hè còn đỡ, mùa đông rất vất vả, nhiều hôm trời mưa, đò không chở sớm, ông đành đến lớp muộn. Được một thời gian phải trọ học. Vài ba anh em ở nhờ một nhà dân tự lo cơm nước và giúp đỡ nhau học tập, ăn uống kham khổ, thiếu thốn. Nhiều lúc ông phải vừa học vừa tự lao động kiếm sống. Có lẽ vì thế mà Nguyễn Phú Trọng đã sớm có ý thức tự lập và có ý chí vươn lên. Ngay từ nhỏ, ông đã rất thích văn học dân gian và thường ước mơ được theo nghề văn học hoặc nghề báo. Ham học lại thông minh nên học hết lớp 10, theo học khoa văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 1963-1967. Trường sở lúc này còn phân tán. Năm đầu học ở khu chùa láng, năm sau chuyển về khu mễ trì. Từ năm 1965 đến năm 1967, trường đại học tổng hợp Hà Nội sơ tán lên đại từ tỉnh Bắc Thái, nay là Thái Nguyên. Đó là giai đoạn của kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang hồi quyết liệt, nhưng thầy và trò nhà trường vẫn nêu cao quyết tâm dạy tốt và học tốt. Ông kể, vào một buổi sáng đẹp trời đầu tháng 9 năm 1963, chúng tôi tập trung ở dạng đường 1, phố Lê Thánh Tông, tức khu 19 Lê Thánh Tông bây giờ. Trước lúc điểm danh, tôi đứng chơi dưới vườn tao đàn, ngước nhìn lên cổng trường ngắm mãi dòng chữ trường Đại học Việt Nam. Sao mà cảm thấy lâng lâng, hãnh diện. Gặp nhau buổi đầu còn bỡ ngỡ, làm quen còn rụt rè. Nhưng thế bạn hữu, ai cũng siêu cả. Không học sinh giỏi nhất nhỉ văn toàn miền Bắc. Lúc đó miền Nam chưa được giải phóng, thì cũng đứng đầu hàng tỉnh. Cuối năm 1964, đầu năm 1965, trong không khí sục sôi đánh Mỹ, thanh niên học sinh đua nhau viết đơn bằng máu tình nguyện xin vào Nam chiến đấu, hối hả luyện tập, tập trận giả tập hành quân, báo động, đảo hào, đảo hầm. Một số thanh niên lớp ông lên đường vào Nam chiến đấu, một số phải ở lại để tiếp tục học tập, chuẩn bị hành trang, tri thức, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước. Ông thuộc nhóm thứ hai, mái trường đại học đã chắp cánh chỗ ước mơ của ông. Ông được học văn học, ngành mà ông hẳn yêu thích. Ông đặc biệt say mê đọc, học thơ ca dân gian, truyện cổ dân gian, thơ Nguyễn Du, Tản Đà, Nguyễn Bính, Tố Hữu. Những hồ thơ thấm đậm chất dân gian. Ông học vào loại giỏi, lao động cử, tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp và đoàn thanh niên. Năm 1967, với sự hướng dẫn của giáo sư Đinh Gia Khánh, cậu sinh viên năm thứ tư Nguyễn Phúc Trọng đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp về đề tài thơ ca dân gian với nhà thơ Tô Hữu, với điểm tối ưu duy nhất của khóa đó. Cùng năm này, ông Vinh Dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, một điều rất hiếm đối với sinh viên thời bấy giờ. Nhà trường có ý định giữ ông lại làm cán bộ giảng dạy ông cảm thấy rất vui và hồi hộp chờ đợi. Nhưng rồi thực tế lại diễn ra theo chiều hướng khác. Ông được điều động về công tác tại tạp chí học tập, nay là tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông hoàn toàn bất ngờ và không khỏi băn khoăn, lo lắng. Nhưng đã là đảng viên thì phải chấp hành sự phân công của tổ chức. Nguyễn Phú Trọng bắt đầu sự nghiệp ở tạp chí học tập bằng việc đọc, phân loại, ghi phích, làm công tác tư liệu. Ông kể, thú thật là những ngày đầu tôi thấy nản vì công việc khô khan đơn điệu, tôi ngỏ ý muốn được làm công tác nghiên cứu và biên tập về lĩnh vực văn học nghệ thuật, nhưng các đồng chí lãnh đạo trả lời là làm gì thì cũng phải làm tư liệu, bắt đầu từ tích lũy kiến thức. Tôi nghe thấy có lý và cố quen dần với công việc. Từ đó, cùng với việc làm tư liệu, ông đặt cho mình nhiệm vụ viết bài, bắt đầu từ những chuyên đề nhỏ. Thế rồi, bài báo đầu tiên của ông đã ra đời sau hàng năm trời thai nghén ấp ủ, bài Phong vị ca dao dân ca trong thơ Tú Hữu đăng trên tạp chí văn học số 11 năm 1968, được các đồng nghiệp trong tạp chí động viên giúp đỡ tận tình, cộng với sự cầu thị, ham học hỏi, ông tiến bộ khá nhanh. Năm 1971, theo chủ trương, ông được cơ quan phái đi thực tế giải hạn một năm ở xã Phú Lãm, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Ông ở nhà dân, ăn chung với dân, cũng bám đội, lội đồng, tham gia lao động và sinh hoạt đảng như một xã viên, đảng viên của xã. Năm 1973, Ông được cử đi học lớp nghiên cứu sinh kinh tế chính trị tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Là học viên trẻ của trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc lúc bấy giờ, nhưng ông đi học đúng vào thời điểm bố ốm nặng do bị tai biến mạch máu não, vợ mới sinh con, bản thân vừa mới phục hồi sức khỏe sau một thời gian bị chảy máu dạ dày, nên ông gặp không ít khó khăn. Điều lý thú và bổ ích đối với ông lúc đó là được rảnh sang công việc tập trung nghiên cứu trực tiếp các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mark Lenin. Riêng bộ tư bản ông đã được học, được nghiên cứu trong gần một năm. Đó là một dịp hết sức hiếm và quý để ông có thể tự trao dồi thêm kiến thức, lấy đó làm nền tảng cho sự nghiệp sau này. Năm 1981, ông được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Ông lại đứng trước một loạt khó khăn mới, ngôn ngữ mới, ngành học mới, làm sao trong 2 năm vừa nghe giảng vừa thi Hoàn tất phần minium về xây dựng Đảng, vừa viết và bảo vệ luận án tiến sĩ, ông thực sự lo lắng và chẳng có cách nào khác là phải quyết tâm trần lưng ra chịu trận. Cuối cùng, ông đã đạt được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra, thi đỗ phần minium với điểm tuyệt đối và là người đầu tiên của khoa bảo vệ thành công luận án trước thời hạn 2 tháng. Tháng 8 năm 1983, ông về nước, tiếp tục công tác ở ban xây dựng Đảng của tạp chí Cộng sản, được đề bạt làm phó trưởng ban tháng 10 năm 1983, trưởng ban tháng 9 năm 1987, ủy viên ban biên tập tháng 3 năm 1989, phó tổng biên tập tháng 5 năm 1990, rồi tổng biên tập tạp chí Cộng sản tháng 8 năm 1991. Ông còn nhớ, hồi học phổ thông, ông thích nghề làm báo, chỉ đơn giản là do cảm tính, thấy được bay nhảy, được đi đây đi đó, nhưng càng về sau này, qua thực tế công việc, ông càng hiểu nghề báo đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và càng yêu nghề báo hơn. Gần 30 năm công tác tại tạp chí Cộng sản, giáo sư Nguyễn Phú Trọng đã kinh qua nhiều công việc và đã viết, biên tập hàng trăm bài báo lý luận với nhiều thể loại khác nhau, từ xã luận, chuyên luận, bình luận, tiểu phẩm đến giới thiệu sách, giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn, về phán các biểu hiện sai trái, tiêu cực. Với tất cả sự trải nghiệm và tâm huyết của mình với nghề, ông bảo, nghề báo là nghề cao quý nhưng vô cùng gian khổ, khó khăn. Nhà báo phải hiểu đúng và nắm rất vững chắc chức năng, nhiệm vụ của tờ báo mà mình phụ sự cộng tác. Những người làm ở tạp chí lý luận chính trị như tạp chí Cộng sản càng phải có cố gắng lớn, quyết tâm cao và thực sự có lòng say mê, yêu nghề, ham học hỏi và đặc biệt là có một phương pháp làm việc đúng. Giáo sư Nguyễn Phú Trọng đã gắn bó và có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển của tạp chí Cộng sản, nhất là từ khi ông làm Phó Tổng biên tập rồi Tổng biên tập. Tạp chí đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các bài viết đã bớt tính kinh viện, bám sát các vấn đề của cuộc sống, có thêm nhiều hàm lượng thông tin, nhiều bài viết đã đi sâu vào thực tiễn, phục vụ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Năm 1992, ông được phong học hàm phó giáo sư và 10 năm sau, ông được phong học hàm giáo sư. Tháng 8 năm 1996, giáo sư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương điều về làm phó bí thư thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng ban đại học phụ trách công tác tuyên giáo của thành ủy. Tháng 2 năm 1998, Ông được điều lên Trung ương phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo của Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Từ tháng 8 năm 1999, tham gia Thường trực Bộ Chính trị, trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn văn kiện Đại hội IX của Đảng. Tháng 1 năm 2000, ông lại được điều về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông đã cùng tập thể Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất nhiều chủ trương đúng và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện với phong cách dân chủ, quyết liệt, tạo nên những chuyển biến tiến bộ rõ rệt của thủ đô. Tháng 11 năm 2001, Bộ chính trị phân công ông kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Từ đầu năm 2003, ông trực tiếp chỉ đạo công tác tổng kết 20 năm đổi mới, chuẩn bị và biên soạn văn kiện Đại hội 10 của Đảng. Giai đoạn ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham gia nghiên cứu, tổng kết, biên tập nhiều văn kiện quan trọng của Trung ương như cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng năm 1991, báo cáo chính trị các đại hội 7, 8, 9, 10. Một số nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7, báo cáo tổng kết 20 năm công tác xây dựng Đảng 1975-1995, báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 20 năm đổi mới 1986-2006. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục lý luận đào tạo cán bộ, giáo sư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp làm chủ nhiệm một số đề tài và chương trình nghiên cứu khoa học xã hội cấp nhà nước và cấp thành phố. Giảng dạy một số chuyên đề cho cán bộ lãnh đạo cao cấp, nghiên cứu sinh, giảng viên các trường đại học, hướng dẫn một số nghiên cứu sinh làm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Từ năm 1990 đến nay, ông đã xuất bản nhiều cuốn sách và chuyên đề in trong nhiều tác phẩm. Đáng chú ý là các cuốn: Sự lãnh đạo và hoạt động của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường năm 1995, Vì một nền văn hóa Việt Nam dân tộc hiện đại năm 2002, Phát huy hào khí Thăng Long Hà Nội, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại năm 2003 xây dựng trình đốn đảng một số vấn đề lý luận và thực tiễn năm 2005 đặc biệt cuốn Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước xuất bản năm 2002 tái bản năm 2005 và được dịch ra nhiều thứ tiếng ông cho biết từ khi về công tác ở thành ủy Hà Nội ông có nhiều điều kiện để kiểm nghiệm những vấn đề lý luận trong thực tiễn được đào tạo tương đối có hệ thống và bài bản ở nhà trường đó là một điều cực kỳ may mắn đối với ông Nhờ được học triết mà ông có được phương pháp nhận thức và tư duy lý luận tương đối biện chứng, mạch lạc. Nhờ được học văn mà ông có thể hiểu rõ hơn suy nghĩ của mình. Kiến thức kinh tế, chính trị và xây dựng đảng giúp ông rất nhiều trong việc nhìn nhận thực tiễn, phát hiện vấn đề để chỉ đạo, quyết định công việc. Ngược lại, thực tiễn phong phú của cuộc sống lại giúp ông củng cố bổ sung nhận thức lý luận, thấy được cái được và chưa được để sửa chữa. Khi còn là bí thư thành ủy Hà Nội, ông dường như chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, thứ bảy chủ nhật ông thư giãn bằng cách đi cơ sở xuống tiếp xúc với dân khảo sát thực tế hoặc đi thăm bạn bè báo chí đã kể về những chuyến đi của ông xuống tận địa bàn để tìm hiểu kiểm tra và giải quyết những vấn đề khúc mắc như khu xóm điểu thanh nhàn khu xử lý rác thải sóc sơn công ty vận tải cho biết những chuyến thăm viện dưỡng lão trung tâm cai nghiện ma túy trung tâm bảo trợ xã hội các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ông là người có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức không lợi dụng chức vụ quyền hạn để vun vén riêng tư cho cá nhân và gia đình đi làm trưa ông vẫn thường ăn cơm ở nhà bếp tập thể cơ quan cùng anh em những cuộc họp lớp gặp gỡ bạn cũ ông vẫn mải tao chi tớ sôi nổi như thủa sinh viên ông thường bảo con người ta mỗi người một số phận hôm nay làm việc này ngày mai có thể làm việc khác sống với nhau cốt ở cái nghĩa cái tình ông còn bộc bạch tôi biết có nhiều việc mình chưa làm được nhiều dự định chưa hoàn thành trong công tác còn nhiều khuyết điểm ở cương vị của người trẻo lái tuyệt đối không được phép chủ quan trái lại phải cố gắng nỗ lực hết mình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2000, cô Đặng Thị Phúc, giáo viên đã từng dạy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông học lớp 4, với tất cả tình cảm chiều mến đã viết tặng ông bài thơ có đoạn. Ngờ đâu trò nhỏ năm nào nay thành cán bộ cấp cao giúp đời. Nhìn em như ngắm hoa tươi, bỏ công chăm sóc từ thời ấu thơ. Đó chính là hạnh phúc của người lái đỏ như cô giáo Đặng Thị Phúc và cũng là hạnh phúc của người học trò qua sông nguyễn phú trọng